đạo diễn Tom và Jerry qua đời. Jan Dietz, đạo diễn của Tom và Jerry, vào thập niên 1960 mất ở Prague, thọ 95 tuổi. Theo Peter Himmel, người đại diện của Dietz, ông qua đời đột ngột đêm 16 tháng 4 ở nhà riêng, không rõ nguyên nhân. Nghệ sĩ định cư ở Séc từ thập niên 1960. Jan Dietz sinh ngày 8 tháng 8 năm 1924 ở Chicago, sau đó đến sống ở Los Angeles, Mỹ. Ông bắt đầu sự nghiệp như họa sĩ bản vẽ máy bay. Sau khóa huấn luyện thành phi công thất bại do sức khỏe, nghệ sĩ chuyên tâm vào ngành hoạt họa, đạo diễn, trở thành giám đốc sáng tạo hãng hoạt hình Terrytoon. Sau đó, ông thành lập hãng riêng Jan Dietz Associates, Inc. ở New York, Mỹ. Dietz được nhớ đến khi đạo diễn 13 tập phim Tom and Jerry cho hãng MGM từ năm 1961 đến 1962. Ông nhận định hai nhân vật hoạt hình kinh điển này có nhiều nét tương đồng với David và Goliath. Câu chuyện cũng phản ánh việc kẻ nhỏ bé hơn có thể chiến thắng hoặc sống sót để tiếp tục chiến đấu. Trước đó, năm 1959, hoạt hình ngắn Sydney Family Tree do ông đạo diễn được đề cử Oscar. Ngoài ra, nghệ sĩ được nhớ đến khi phát triển các series hoạt hình Monroe, Tom Terrific, Nudenick, đạo diễn một số tập Popeye. Năm 1959, Dietz đến Prague trong kế hoạch chuyển chỗ công ty. Ban đầu, nghệ sĩ chỉ định ở đây 10 ngày. Nhưng ông yêu nhà sản xuất Zdenka Nadmanova, cưới bà năm 1964 và ở lại Prague. Dietz cho biết cuộc sống ông khá thoải mái, dù là người Mỹ hiếm hoi ở Séc, quốc gia thuộc khối Đông Âu. Ông có ba người con với vợ đầu Marie, đều thành nghệ sĩ hoạt họa.